Những thửa ruộng bậc thang, đặc sản phong cảnh núi rừng Tây Bắc. Ở nơi đây là sự kỳ vĩ, kỳ quan, sức lao động của con người nhiều thế hệ. Đóng góp việc cày bừa trên những thửa ruộng bậc thang có sự giúp sức của những con trâu, người bạn thân thiết với nhà nông. Tuổi thơ ở những vùng nông thôn dù là miền núi hay đồng bằng thì cũng đều gắn bó mật thiết với con trâu. Châu tuy không nói được, nhưng rất hiểu nhà nông muốn gì. Và kim lặng suốt một đời, châu làm bạn cùng người. Con châu, nó là đầu cơ nghiệp. Nó là người bạn rất là trung hậu, rất gần gũi, rất ân cần, rất trung thành với con người. Ở trong đời sống của xã hội nông thôn, nông nghiệp chúng ta, thì chắc chúng ta thật khó lòng có thể nói được con vật nào gần gũi hơn con trâu đối với con người Việt Nam. Từ tôi có thể nói là từ truyền thống hiện đại, chắc chắn rằng còn lâu chúng ta mới có thể là đưa con trâu ra khỏi cái đời sống nông thôn nông nghiệp. Đồng quê âm vang, tuổi thơ nông thôn gắn bó mật thiết với con trâu. Trâu ơi ta bảo trâu này, câu ca dao đó như một lời tâm tình thù thì của nhà nông với con trâu. Trẻ em cưỡi trâu và chơi đùa với trâu cũng khiến chúng trở nên bạo dạn. Ký ức về trâu chính là dư âm những ngày tháng êm đềm trốn quê nhà. Trong giới mỹ thuật tạo hình Việt Nam có họa sĩ Trần Văn Bình là người yêu quê đến độ mãnh liệt. Hình tượng trâu trở đi trở lại trong nhiều sáng tác về nông thôn Việt Nam của ông. Hiếm có họa sĩ nào lại say mê vẽ trâu nhiều như họa sĩ Trần Văn Bình. Hình như ông vẽ trâu như để trả cái nợ với nông thôn, với ký ức đồng quê. Thế giới trâu của ông như một xã hội thu nhỏ, ở đó đông đúc như một làng trâu, một cộng đồng trâu. Và hình như ông tìm thấy trong cái thế giới trâu ấy sự bình yên, tin tưởng. À, con thích bức này, con bức. Ông được tiếp xúc với những con trâu, con bò. Rồi trẻ con thì cưỡi trâu này, ở vùng nông thôn thì thường trẻ trâu này, là con thích trâu nào nào. Chồng tôi, họa sĩ Trần Văn Bình, có một cái đam mê ngay từ thời trẻ là anh rất thích vẽ những con trâu, con bò. Tôi nghĩ rằng là tại sao anh lại thích vẽ những con trâu, con bò như vậy, bởi vì tuổi thơ của anh là gắn với cái việc mà đi sơ tán ở những vùng Kinh Bắc như vậy. Thì những cái việc mà cưỡi trâu và tham gia vào những trò chơi của trẻ thơ ở những vùng nông thôn, khi mà chiến tranh cũng kết thúc, thì lúc đó thì quay lại nơi trường mỹ thuật công nghiệp mà nơi anh sinh sống, thì anh là người ham vẽ, thích vẽ và có lẽ là đam mê vẽ ngay từ cái thời còn trẻ thơ. Tranh của họa sĩ Trần Văn Bình mạnh về chất đồ họa, trang trí. Ở đây người và trâu thành một thể gắn bó. Lối vẽ tranh tả thực lại gần với trường phái biểu hiện như một ngụ ý, điều muốn nói của họa sĩ về một thực cảnh êm đềm. Bởi thế mà tranh ông đầy nội tâm. Đôi khi vẽ trâu vào tranh như một cái cớ và cũng như là cái tạng ông thích vẽ như thế. Hình trâu khỏe khoắn, đầy tính tạo hình với những nét bạo, khỏe, khái quát cũng phù hợp với ngôn ngữ trang trí của tranh sơn mài. Lúc sinh thời, họa sĩ vẽ trâu quanh năm, trâu luôn đem lại cảm hứng tạo hình cho ông, đôi khi còn như một níu kéo họa sĩ trở về thực tại. Với họa sĩ Trần Văn Bình, tranh trâu
hay tranh có trâu mang một ý nghĩa như thế. Năm 2003, Việt Nam đăng cai SEA Games 22, một đấu trường tranh tài thể thao với sự tham gia của các vận động viên từ 11 nước trong khu vực Đông Nam Á. Cũng tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này, Việt Nam đưa ra linh vật con trâu vàng, một biểu tượng gần gũi với con người Việt Nam và với cư dân lúa nước. Năm 2002 thì Ban Thể dục Thể thao có tổ chức cái cuộc thi sáng tác logo và linh vật cho SEA Games năm 2003 sẽ tổ chức tại Việt Nam. Thì là cái năm đấy thì là tất cả các họa sĩ đều được gửi cái thông báo đó. Tôi cũng nhận được thông báo đó, sau đó thì mình cũng cảm thấy rất hứng thú để tham gia cuộc thi đó. Điều đấy tôi đang làm ở xưởng phim hoạt hình Việt Nam. Cũng có một cơ duyên thì mình là họa sĩ chuyên sáng tác, tạo mẫu và vẽ diễn xuất cho phim hoạt hình. Thế nên là mình rất hứng thú. Thì cái thời gian đấy thì là khi mà nghiên cứu để vẽ cái linh vật thì là cho một cái đại hội thể thao của Đông Nam Á mà là tổ chức từ Việt Nam, thì tôi nghĩ là cái đầu tiên, cái tiêu chí tôi tự nghĩ ra, tức là thứ nhất đầu tiên là nó phải có tính chất văn hóa truyền thống cái nhân vật ấy. Mà thứ hai nữa là nhân vật đó phải khỏe, và thứ ba nhân vật đó phải hoạt động tốt, bởi vì để đáp ứng được tất cả các môn thể thao thì cái quá trình chọn thì để chọn cái con vật gì thì để làm. Lúc đầu tôi định chọn là con tễu thì vẽ, thì tôi nghĩ cũng vui, nó mang chất văn hóa Việt Nam. Thế nhưng mà nó lại khó một cái là khi mà mình mặc quần áo vào ấy, mà vẽ chỉ cần hơi xa một tí thì nó ra người, nó không giống. Do đó là tôi chọn con trâu. Tôi tạo hai dáng. Một đầu tiên là tôi tạo dáng đứng, là dáng đứng như cái búp bê kia. Tức là đứng khỏe mạnh, ưỡn ngực và tay giơ lên chào. Thế dáng thứ hai là tôi tạo hình con trâu nữa, một con trâu nữa, tức là con trâu như thế này. Con trâu mang thể hiện là đang chạy, nhưng mà tay thì là múa xe đài. Đó. Xe đài, tức là tôi cho đóng khố là thể hiện cái là cái võ vật cổ truyền của Việt Nam. Thì cái nhân vật con trâu thì thứ nhất là nó là một cái nhân vật nó gắn bó với cuộc sống của người dân Việt Nam làm lúa nước từ xưa nay rồi. Thì do đó mà hình ảnh con trâu nó rất gần gũi, thân thuộc. Thì khi mà tôi cảm thấy con trâu, khi mình mà cách điệu lên thì nó sẽ đáp ứng được các cái tiêu chí mà mình nghĩ là đáp ứng được cái tiêu chí của thể thao ấy. Thì nếu mà để con trâu bình thường thì khi mình tạo hình thì nó rất là khó. Do đó tôi cách điệu nó lên, cho nó đứng lên bằng hai chân. Tôi tạo hình là nó là một nhân vật thể thao, cơ bắp, ngực nở. Rất nhiều các cái dáng trong 34, chưa đủ nhưng mà 34 dáng thể thao. Đây là dáng chính. Đây là dáng chính, là linh vật chính này. Đây là cầu lông này. Đây là bóng chuyền này. Đây là thể hình này. Đây là chạy này. Đây là bắn súng. Đây là cử tạ. Đây là bắn cung. Ba mươi bốn môn thể thao thi đấu được họa sĩ Nguyễn Thái Hùng thể hiện tạo hình sinh động qua hình tượng con trâu rất ngộ nghĩnh. Hình vẽ vừa nói lên được đặc tính đặc biệt của từng môn thể thao, đồng thời lại mang tính dân gian. Ưu thế từ một họa sĩ hoạt hình đã cho họa sĩ dựng được những hình vẽ thú vị, đáng yêu. Hình linh vật trâu vàng SEA Games 22 còn biểu lộ sự tươi tắn, thiện chí của nước chủ nhà đăng cai, đó là Việt Nam. Con trâu Việt Nam không chỉ là bạn của nhà nông trên cánh đồng mà đã trở thành một biểu tượng thể thao của SEA Games 22 được tổ chức vào năm 2003 tại Việt Nam. Việc chọn biểu tượng là những con vật đáng yêu phần nào đã biểu lộ tính nhân văn cao cả trong thái độ thân thiện với tự nhiên, bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Trong cái thần thoại Hy Lạp người ta nói về những nữ thần có đôi mắt bò cái, bò với trâu. Họ muốn diễn tả một cái đôi mắt nó đầy tình cảm, đầy sự chân thành. Và thật sự mà nói nó đẹp, đẹp. Có lẽ một vài người, những nhà văn, những nhà thơ ca ngợi những đôi mắt đẹp của những cô gái. Tôi thấy nó rất gần và rất giống với đôi mắt của trâu. Nhưng trâu thì nó có đôi mắt đẹp,
và nhưng lại không dễ nhìn kỹ, nhìn sâu được vào đó đâu. Trâu, bò, hươu, nai, những cái con vật mà có cái móng vuốt trẻ lắm đôi, những cái đôi mắt nó đẹp mà nó ẩn chứa một cái nỗi buồn như đôi mắt của những người phụ nữ không tìm được tri âm tri kỷ của mình. Năm 2021 là năm Tân Sửu, và tôi muốn truyền tải ở con trâu này là vẽ màu sắc rực rỡ, nó như là mưa xuân, và hy vọng rằng với một con trâu khỏe mạnh rực rỡ như thế này thì hy vọng là sang năm rực rỡ và thành công. Đấy là ý tưởng của tôi trong cái bức tranh này. Còn thủ pháp thì tôi muốn thể hiện thủ pháp của các họa sĩ bậc tiền bối. Đây là một phương pháp vẽ của Vanh Sơn Van Gogh, rất là mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Kia là tượng trưng một cây đào mùa xuân và đã thấy lác đác những cánh hoa nở trong mưa xuân. Vào dịp cuối năm Canh Tý chuẩn bị đón năm Tân Sửu, nhiều triển lãm nở rộ đề tài tranh trâu như một linh cảm tốt lành cho năm mới. Tôi vẽ bức tranh là tôi nhớ về tuổi thơ và tôi thích cái cảm giác được bay bổng trên không gian của cánh đồng, và đặc biệt trong đó có cảnh có đàn trâu và những bông hoa sen. Đấy là những cái không gian mà cảm giác rất là dễ chịu, êm đềm. Một cái tuổi thơ là không có lo toan tính toán về kinh tế, về cơm áo gạo tiền, mà chỉ có những cánh diều hoặc là những đôi chim trong không gian. Ở gần là tôi vẽ những bông hoa sen trắng, nó tạo ra cảm giác rất là tinh khiết, trong sáng, hồn nhiên. Và ở chính giữa là tôi vẽ một đôi trâu. Một đôi trâu, một con thì đang cúi xuống, con thì đang ngẩng lên, để có sự giao thoa với đất trời. Ở bức tranh này tôi cũng vẫn là chủ đề về trâu và những chú bé, cô bé, nhưng mà nó khác lạ hơn là tôi đưa hình ảnh Đức Phật. Chắc là ít ai mà có thể đưa cái hình Phật vào với những cái hình ảnh con vật và những cái con người bình thường như này, mà tỷ lệ cũng xem thôi. Nhưng mà tôi lại rất thích, bởi vì đó là sự rất gần gũi của Đức Phật. Phật cũng là người. Phật đã từng nói ta hành Phật, các ngươi cũng hành Phật, chúng sinh hành Phật được. Nên là tôi rất thích hình ảnh đó, cho tôi đặt hình ảnh Đức Phật ở chính giữa. Trong cái series 3 bức tranh về trâu, tôi mô tả 3 bé gái. Thực ra mà nói nhìn kỹ thì cái khuôn mặt này nó không quá thực, nhưng nó cũng có đặc điểm riêng. 3 bé gái ở 3 độ tuổi khác nhau. Mùa xuân, con của một người bạn ở cái tuổi đã bắt đầu biết thưởng thức âm nhạc và sử dụng âm nhạc như một cái phương tiện để giao cảm, để liên kết với thế giới bên ngoài. Một cô bé bé xíu ngồi kéo đàn trên lưng trâu. Thực ra thì cảnh này nhiều người cười. Những bé gái, những cháu được học âm nhạc, họ có thể chơi đàn tùy hứng ở bất cứ đâu, kể cả trên lưng trâu. Cái đó là mùa xuân rực rỡ, nắng và cây xanh biếc. Bên dưới có thể mọi người có thể hiểu là lúa vàng hoặc là rơm vàng hoặc là những cái gì đó, hoa cải. Nó hứa hẹn cho người và trâu một cái sự đầy đủ. Cái bước thứ hai thì tôi có được những người bạn lịch lãm hiểu biết gợi ý về hình ảnh bà mụ trong dân gian, dưới bàn tay dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam, của một bé gái nhưng cũng sẽ là người phụ nữ của tương lai. Con trâu sẽ lớn, sẽ khỏe và sẽ làm được rất nhiều việc với con người chúng ta. Cái khuôn mặt nó dịu dàng, nó thể hiện cái nữ tính, và con trâu mẹ cũng như con trâu con tình cảm đáng yêu. Bức tranh thứ ba, một bé gái nhỏ xíu thôi, rất hồn nhiên, ở cái độ tuổi mà ép nó phải cầm quyển sách để nó đọc. Nhưng mà thực ra thì cái quyển sách nó cầm như một thứ trang trí, nó không có quan trọng. Tất nhiên là đối với trẻ con thì con chuồn chuồn hay là cỏ hay hoa thì nó hấp dẫn hơn là quyển sách.
Tôi đặt cái bức tranh này tên là Học Bài, nhưng thực ra bé không có học. Bé đang nhìn cái điều mình thích. Thế thì cũng là một thứ cảnh tỉnh người lớn chúng ta nghĩ rằng ở cái tuổi này học là tốt, nhưng một lúc bất thần thì nó mới nhìn thấy có bầu trời của nó, những cái sinh vật nhỏ xíu đáng yêu của nó, và đặc biệt là nó tựa lưng vào cái con trâu, một cái khối vững chãi, đáng tin cậy. Và thật sự mà nói là tuy là con trâu quay mặt đang nhai cỏ, đang nằm, đang quay mặt về phía khác, nhưng mà cái sự giao cảm giữa người và trâu ở đây tôi cho rằng nó có những cái đường dây rất gần gũi, rất thân thiết. Ở bức tranh thứ ba này tôi cũng vẽ về hình ảnh trâu trẻ thơ và những bông sen, nhưng ở đây thì tôi chọn một cái bố cục nó khác các bức trước. Tôi chọn cái bố cục là có không gian của núi, của cánh đồng lúa vàng, của trời, để cho gợi cho chúng ta thấy được sự không gian nó rộng mênh mang, và nó là những hình ảnh rất quen thuộc của quê hương Việt Nam. Vẽ trên con giáp giờ đây đã trở thành thú vui của các họa sĩ mỗi khi năm hết Tết đến. Năm Tân Sửu, năm Châu 2021 đã gây cảm hứng cho họa sĩ Nguyễn Minh Sơn vẽ trâu. Càng vẽ, họa sĩ càng phát hiện ra nhiều điều thú vị về con trâu, đặc biệt là ở góc độ tạo hình, biểu lộ quan niệm họa sĩ khi vẽ 12 con giáp. Bức này người ta nhìn thấy cái thần thái của một con trâu, nó đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, đang nằm. Đấy. Như có một cái kiểu như thư giãn. Đấy. Giống như một cái cuộc công việc vừa mới đi làm về. Hôm nay là mình chớp được cái thần thái của cái hình dáng con trâu rồi, đang trong cái giai đoạn nghỉ ngơi, tĩnh tại. Nhưng mà với tôi thì tôi lại vẽ một con trâu hoàn toàn theo một cái tư duy riêng của tôi, là vẽ bằng cái quan điểm là bằng cái cảm thấy, chứ không vẽ bằng cái nhìn thấy. Cái cảm thấy là gồm có yếu tố là hình khối đậm nhạt của một con trâu. Đấy, hình khối đậm nhạt của một con trâu, thì khi mình vẽ mình lên được cái hình, nó lên được cái thần thái của một con trâu, thì tự nhiên nhìn nó sẽ rất chi là mạnh mẽ. Đấy, bởi vì mình vẽ theo yếu tố trang trí nhiều và mang cái yếu tố biểu hiện trừu tượng. Con trâu này muốn vẽ một cái không khí của con trâu bằng cái màu sắc mạnh như này là muốn nó giống như một cái mặt trời của cái năm mới, nó rất chi là mạnh mẽ, màu sắc nó nhuận, có cái không khí của cái mùa xuân. Đấy, nó đẹp, và cái hình khối là từ cái bố cục nó rất mạnh mẽ, và nó đang có vẻ như là mình nhìn thấy nó có một cái sự chuyển động. Tôi nhìn thấy cái sừng nó đang vút lên, bay nó ngoảnh sang bên này, nó nhìn trời, nhìn mặt trời. Chứ cảm giác nó rất mạnh mẽ và vẫn cứ lặng lẽ lừ lừ tiến làm việc, rất bình tĩnh. Tôi lấy đoạn chính là một chú trâu với đôi cừng sừng rất là cong đẹp, và cùng với những bông hoa sen tím trên nền đỏ. Thì tôi cũng, đây là bức tranh cũng như một lời mong muốn, cũng như một lời chúc cho một năm Tân Sửu thật tốt đẹp. Màu của châu Á chúng ta thì hay chọn màu đỏ này, đó là màu hoan hỉ, màu vui. Thì tôi chọn cái màu nền màu đỏ cho nó vui. Màu vàng của con trâu, màu của trung tâm vũ trụ, màu của sang trọng, và màu tím là màu của tình yêu. Thì tôi mong muốn tranh để nó tỏa ra năng lượng, đó là sự vui vẻ, sinh động và một cuộc sống sang trọng, quý phái, giàu sang, và những bông hoa sen thanh cao và những con người biết yêu thương nhau. Đó là một mong ước của tôi về một năm Tân Sửu. Chùm tranh trâu của họa sĩ Vũ Tuyên trong cuộc triển lãm đầu năm ở nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam đã biểu lộ phong cách hội họa của riêng anh. Trâu, tuổi thơ và sen là bộ ba chất liệu đồng hành trong loạt tranh này, với hòa sắc tươi vui, đối chọi và bảng màu rực rỡ, còn gợi chất nhạc trong tranh. Trâu trong tranh Vũ Tuyên còn là cái nền để ký ức tuổi thơ anh bay bổng, mang hơi hướng đồng quê, dân gian. Ở một cái hình thái khác của một con trâu thì vẫn theo các cái truyền thuyết dân gian của dân tộc Việt Nam mình nói chung là vẫn là con trâu là đầu cơ nghiệp. Nên là với những cái vùng dân tộc thì người ta lại có những cái tín ngưỡng riêng về con trâu. Hình tượng con trâu trong các cái cộng đồng lễ ngày xuân đều có những cái giá trị về mặt tinh thần rất cao, mà mọi người nhìn thông qua các bức tranh này
của tôi, tôi muốn diễn tả một chút về những yếu tố mang tính tâm linh về văn hóa của các cộng đồng và dân tộc thiểu số. Đấy, nhìn bằng các cái hình hài họa tiết, những cái thần thái con trâu, rồi các cái chi tiết, yếu tố trang trí gợi mở để ta biết những cái điều bí ẩn trong các cái truyền thuyết về con trâu cũng như là về yếu tố dân gian. Hòa sắc này thì nó cũng có một cái yếu tố chung mang tính nó hơi có một chút gì đó nó huyền bí hơn. Thì giữa trắng, giữa đen, giữa xanh, giữa đỏ, màu sắc thì vẫn không có gì là đặc biệt, nhưng mà sẽ đưa đến những cái cảm giác bằng những cái đường nét, bằng những cái hình yếu tố trang trí trong các cái bố cục vẽ cái bức tranh trâu này, thì sẽ gợi mở cho người ta một cái yếu tố về tâm linh nhiều hơn là yếu tố trang trí. Loạt tranh trâu của họa sĩ Nguyễn Minh Sơn lại có xu hướng hiện đại với những nét bút mạnh mẽ, khỏe khoắn, giàu tính biểu hiện trừu tượng. Họa sĩ không nệ hình mà dụng công tả thần thái con trâu trong những tư thế khác nhau. Tranh con giáp của Sơn gây được ấn tượng mạnh. Hồ Tây nằm ở phía tây Hà Nội, là một danh lam thắng cảnh đẹp mà tự nhiên ban tặng cho nơi đây. Tồn tại dài lâu nhiều truyền thuyết về Tây Hồ khiến cho cảnh vật nơi này nhuốm màu huyền thoại. Sự tích Kim Ngưu, Châu Vàng gắn với Hồ Tây, Hồ Dâm Đàm đã được lớp sương thời gian bao phủ và cứ thế lỉnh lơ câu chuyện trên khói sóng lay động muôn đời sau. Thời Lý, nhà sư Không Lộ sang Trung Quốc chữa bệnh cho vua, mang theo một cái túi nhỏ, rồi được vua Trung Quốc đồng ý thưởng cho bất cứ một thứ kim loại gì quý nhất cho đầy được cái túi, cái đẫy. Thế thì đấy là pháp thuật của nhà sư họ. Ông ấy đã thu nhận gần như toàn bộ đồng đen của Trung Hoa. Ông vác khoác lên vai, ông đem về Việt Nam. Thế thì trong nhân gian thường nói cái chuyện đồng đen là mẹ của vàng. Mà cái con trâu giữ cửa của vua Tống, giữ cửa kho, con của đồng đen. Ông ấy khoác cái tay nải, mang cái đồng đen đi đến đâu trâu chạy theo đến đấy. Thế thì vua tôi nhà Tống đuổi theo thì ông lại có pháp thuật. Ông ấy thả cái nón xuống sông, ông vượt biển, ông về Việt Nam. Ông mang theo cái khối đồng đen ấy. Và vua tôi nhà Tống là chịu không làm gì được. Về đến Việt Nam thì ông đúc một cái chuông mà ông đánh cái chuông cái thì con trâu giữ kho vàng bạc của vua Tống lồng lên chạy theo tiếng chuông. Thế ngài ném cái chuông xuống Hồ Tây và con trâu cũng nhảy xuống Hồ Tây và lạc mất tăm từ hồi đến giờ. Sau này nó còn có cái giai thoại tiếp theo là có một cái lời nguyền hay là một cái quy ước, gia đình nào ở một cái làng nào ven Hồ Tây mà đẻ được người con trai khỏe mạnh, chăm chỉ, thật thà thì sẽ vớt thì cái chuông ấy lên, và tất nhiên vớt cái chuông thì con trâu vàng sẽ đi theo. Họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm vẫn là họa sĩ đỉnh cao về nghệ thuật vẽ tranh con giáp. Dù vẽ trâu hay vẽ 12 con giáp, tranh của họa sĩ không chỉ vừa truyền thống vừa hiện đại mà còn biểu lộ sâu thẳm nội hàm triết lý phương Đông, quy luật của vạn vật. Điều đó làm nên sức hấp dẫn trong tranh Nguyễn Tư Nghiêm. Con trâu của bác Nghiêm thì vẽ cái khuynh hướng của bác là yếu tố ước lệ, hình khối rất là đẹp. Trong các họa sĩ thì tôi cũng thực sự mà nói là rất thích bác tranh của những cái hình con giáp của bác Nghiêm. Bác là một trong những họa sĩ gần như là những cái lớp họa sĩ bậc thầy, bậc hàng đầu của Việt Nam vẽ về biểu hiện, về hình thái, về thần thái nghệ thuật. Cũng như là trong cái hình thái, thần thái bác ấy thể hiện qua các cái con vẽ con giáp, đặc biệt là hình thần thái của các con trâu mà bác Nghiêm đã vẽ và tôi đã được xem. Thật là ngưỡng mộ. Cái thần thái đường nét của bác ấy đạt tới đỉnh cao của cái sự ước lệ. Bước vào năm Tân Sửu, năm năm Châu thì cũng xin chúc tất cả anh em họa sĩ thì sáng tác được nhiều năng lượng và sáng tác được nhiều. Và năm nay cũng là một năm mà chúc tất cả mọi người, tức là anh em thành công, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.